Em chào chị nha, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm 4 căn shop house ở dự án Phai Tây Eco City. Trước mặt anh chị đó là cổng chính đường Đinh Đức Thiện. Nói chung thì cái cổng này nó rất là đẹp. Mà sau này ở bên phải màn hình của anh chị đang xem đó, được trang trí thêm một cái công viên Nhật Bản nữa thì sẽ rất là đẹp lắm luôn đó anh chị. Cái căn đầu tiên em giới thiệu cho anh chị, nó nằm ở trên mặt tiền đường Đinh Đức Thiện, có diện tích là 520. Cái căn ở mặt tiền đường Đinh Đức Thiện bán với giá là 5.3 tỷ, anh chị được tặng thêm 2 cây vàng nữa. Còn thanh toán thì thanh toán theo hợp đồng nha anh chị. Cái căn này đã đóng được 50%. Cái căn này thì tháng 10 giao nhà, hoàn thiện mặt ngoài, ở bên trong là phần thô. Cái căn tiếp theo em giới thiệu cho anh chị thì có cái view là công viên Nhật Bản, nên sau này rất là đẹp nha anh chị. Có hồ cá koi, có cây hoa anh đào, nên nhìn rất đẹp. Cái căn này thì có diện tích là 520. Cái căn này bán với giá là 5 tỷ, anh chị được tặng thêm một cây vàng nữa. Cái căn này thì tháng 10 giao nhà, đã thanh toán được 50%. Hai căn shop house tiếp theo thì nó nằm trên đường D7 nha anh chị. Một căn ống có giá bán là 5 tỷ, anh chị được tặng thêm một cây vàng. Thanh toán thì đã 50%, tháng 10 giao nhà. Cái căn tiếp theo em giới thiệu cho anh chị đó là căn lô gốc. Cái căn này có cái view rất là đẹp, bán với giá là 5.3 tỷ. Cái căn này thì đã được thanh toán tới 70%, tháng 9 giao nhà. Anh chị có quan tâm đến 4 căn shop house trên thì anh chị liên lạc với em nha. Em xin cảm ơn anh chị.